Xin chào tất cả quý vị nha, mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của lễ lẩu tăng vị của Thanh Dũng nha. Ở Yên Sơn, Yên Trạch, Cao Lâu, Lạng Sơn. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nha và những video tiếp theo nha. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần đi qua lửa của các thầy nha. Bây giờ là có rất nhiều là con gửi, con khí, con hương, con cầu đến nha quý vị để làm lễ. Ngoài này lửa đã sẵn sàng. Thanh Dũng đây nha quý vị nha. Thanh Dũng hôm nay là tăng binh Thanh Dũng nha quý vị. Áo cao đấy này mà giàu của em đang đến đây để họ tham khảo chứ còn đi lên luôn đâu. Áo đi đây, bài đi đây, cũng nói đây. Vừa lá áo qua cái đầu mà mình cũng áo ăn tăng này áo kia tăng một cái. Tiếp theo là then thế đây nha quý vị. Đây đây một để cho em quay. Bây giờ là thèn A nha quý vị. Thèn A đến từ Vân An. Vân An, Chi Lăng. Thôi, thôi, thôi. Thôi, cho em một góc. Bây giờ thèn A. Đúng rồi. Giờ là thiên hà nhá quý vị. Thiên hà là đến từ Đồng Giác Văn Quan. Tiếp theo là thiên tâm đến từ Bản Thí đây. Thầy phải đi qua ba lần nha quý vị. Tiếp theo sẽ là thêm tiền đến từ Phú Xá. Thầy cho em một góc. Chị lùi thả em một chút. Bây giờ là thêm Hiếu đến từ Khánh Khê nha. Thôi thôi, chắc vào xem nhiều chút. Ở đây em Thủy đến từ em Thủy đến từ Hồng Phong nha quý vị. Hồng Phong. Cô, 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 cho con này một chút. Tiếp
theo là thân hành đến từ miền Nam nha quý vị. Ta có lắc ở Đông Nông gì đó. Bây giờ là thêm nguyên đến từ Nà Chuông, Mai Pha, Lạng Sơn. Ở đây là có 4 cái lợn quay nha quý vị. Đây quý vị sẽ quay cho quý vị xem cái phần thân của nó nha. Hai, ba, bốn nha. Có lợn quay nha quý vị. Con nhỉ. Có tiếng đằng sau còn chưa lấy hàng hai hai mới xem cái chi xem cái này rất đông khán giả xem người già cũng còn rất nhiều nhở. Buổi chiều thì mọi người vừa ăn cỗ xong ở đây. Thầy đi đâu, đi đâu thầy? Đi ăn trầu. Rồi, đi ăn trầu à? Vâng, người. Bây giờ các thầy đi đâu, ngồi đây uống nước hay đi đâu? Là thầy Bừng đến từ Bắc Sơn nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã đón xem nhé. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nhá, những video tiếp theo về lẩu then Dũng nha quý vị, cũng như trong thời gian tới sẽ có lẩu của những then khác nha quý vị. Đấy, các con gửi đến đến treo gạo đây nha quý vị.
trong này vẫn còn nữa.